Vâng, tiếp tục hôm nay lại đi cài và nâng cấp vang số X5 bản quyền tại Hà Nội. Đây là con vang số em cài để khoe giải cho robot ở không gian tương đối là hẹp, không quá rộng, không quá hẹp, là ok, rất là dễ cài. Không gian nhỏ vừa đủ như này thì khối những dòng loa bốt bao giờ cũng rất là dễ cài. Hãy các bác nghe và cảm nhận các yêu cầu của chủ nhà. Bác chủ nhà là từng học nhạc và yêu cầu của bác là phải khoe được giải của loa bốt, tức là phải nghe được giải thiết bị. Đấy. Và lời nó phải rõ ràng. Hãy các bác nghe và cảm nhận nhé. Xin chào và các bác ở những video tiếp theo. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.